Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Hướng Lương Quyện Bình Triết có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan do ông Posey Seasorn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Dân dân cách mạng Lào, Bí thư, tỉnh trưởng tỉnh Salavan làm trưởng đoàn nhân dịp đến thăm và làm việc tại thành phố Hướng Đà Nẵng trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn tại các tỉnh miền Trung Việt Nam cùng dự có phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố hồ kỳ minh chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố ngô xuân thắng cùng các ủy viên ban thường vụ thành ủy đà nẵng phó bí thư thường trực thành ủy lương quyện bình triết Hoàng kênh đoàn đại biểu cấp cao tỉnh salavan đến thăm thành phố Hưng đà nẵng khẳng định mối quan hệ vĩ đại giữa hai đảng hai nhà nước việt lào nói chung giữa đà nẵng và các địa phương lào trong đó có tỉnh salavan Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng hy vọng cùng các tỉnh bạn Lào, trong đó có tỉnh Salavan, tiếp tục chứng minh khẳng định phấn đấu hút tiếp nối hiếp vùng đất mối hữu hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam ngày càng tươi đẹp bền vững. Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Salavan, Phô Say Say ao chân thành cảm ơn thành phố đã tiếp đón đoàn bày tỏ phương mừng trước thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng nhất là xây dựng thành phố Hút thông minh và nhấn mạnh sự hỗ trợ nhiệt thành của Đà Nẵng cho tỉnh Salavan trong thời gian qua góp phần phát triển nguồn chân lực và kinh tế xã hội của tỉnh Salavan. Bí thư tỉnh trưởng tỉnh mong muốn cùng thành phố Hút Đà Nẵng trong thời gian đến tiếp tục phát triển các mối quan hệ hợp tác góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mỗi nước.